Ladies and gentlemen, sau đây là tiết mục lên set nào ở Lam Minh huyền thoại. Hy vọng là cuộc đời nở hoa chứ đừng để cuộc sống bế tắc. Vô, đầu xuôi đuôi mới lọt nha. Đủ chưa? Đủ rồi. Ở đá ăn cắp đâu, ngáo đá. Hai bốn sáu tám rồi. Thế thì mất cái áo nha. Tám mươi lăm phần trăm. Thôi cứ lên đủ xét rồi tính nha. Vai sao có năm viên đá này sao? Để mình mua mua bộ đi lại ở đây, bộ trong dương để cái siêu đọc lên 11 thôi. Lý do là đồng tiền này, không phải lý do đủ tiền à, anh em biết không? Mà thôi, tôi không nói nữa. Mình ngày trước mình mở ngọc 38, ba ngọc ngọc 30, nhưng mà xong rồi mình thấy cái tỷ lệ của nó không không đấy, mình cho mở ngọc 30. Rồi, bắt đầu. Ladies and gentlemen, sau đây là tiết mục lên set ở Lam Minh huyền thoại. Hy vọng là cuộc đời nở hoa chứ đừng để cuộc sống bế tắc. Vô, đầu xuôi đuôi mới lọt nha. Đủ chưa? Đủ rồi. Ở đá ăn cắp đâu, ngáo đá. Hai bốn sáu tám rồi. Thế thì mất cái áo nha. Tám mươi lăm phần trăm. Một ghéo lắm. Ôi sạc kê, sạc cô. Một món. Để xem gì. Thu làm gì không. Trời ông này. Ông này hàng khủng từ bữa trước mà hôm nay không, không đấy. Món thứ hai. Hai món. Ok, lên một lần nha, làm gì có khả năng mà lên một lần. Đá BS đâu. Đá thì giờ mua được nhưng mà BS bây giờ đắt lắm. Quần này.
ba món, ba món. Ôi sạch thế đấy, sạch đồ rồi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Ba món rồi. Ném bé cũng bé ngọt. Thực ra là mình cài phần mềm hết rồi. Món thứ tư, món thứ tư, đóng rồi. Món thứ tư này, đây rồi. Ồ, có mùi rồi. Có mùi mắm rồi. À, cá mà tóc vàng nha. Buồn xuôi gió là gì chả đảo. Ông này ông Trúc, nhưng mà ông Trúc chữ đây nha mày, vái thật. Ông bảo buồn xuôi gió đang trong đất liền mà ông kêu buồn xuôi gió. Đỉnh, còn một món nữa, bình tĩnh, còn một món nữa thôi, còn một món nữa thôi, yên tâm, yên tâm, bình tĩnh, bình tĩnh, một món duy nhất nữa thôi, một món duy nhất nữa nha, đừng có, đừng có, đừng có. Ôi ông này hàng khủng mà bây giờ là lại nằm đi một chỗ rồi, ông đấy mà đi nó chém nó thì ôi rồi luôn. Thật buồn xuôi gió này. Thôi xong rồi. Lên nốt đi cho nó trọn vẹn niềm vui nào. Trọn vẹn niềm vui đi. Có mùi rồi. Có sát khí. Có sát khí anh em ơi. Sát cái quần gì? Tính hết rồi, tính hết rồi, nó nằm trong sự tính toán và sắp xếp hết rồi. Làm gì xịt mắt nào? Bây giờ đập mà còn xịt người ta cười cho. Mùi thơm đúng mà. Ô trời ơi, 350. Lên 350 hay lên cái này nó cũng là tốn như nhau hết á. Nó 210 anh em nha. Như vậy là lên full một cây, full full set ra phải làm mình không xịt món nào. Không xịt một món nào. Rồi, nhưng mà quan trọng là bây giờ là mức mấy tiền đề thôi. Đang còn là phải đầu cuối nó mới là kinh dị. Còn đầu cuối nữa. Nhưng mà cái gì cái thì cứ cho nó lên 11 trước đây. Mua đá. Xịt một món là thốn lắm. Nhìn vậy thôi chứ một món xịt là thốn, cực kỳ thốn. Thôi, tự em xin lỗi, làm gì căng như vậy. Mà đi lên chỗ thành vắng thì tịnh đập cho anh em mày. À, bây giờ BS nó tắt với lại một 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 lần lên là nó tốn 3 pin. 3 pin đá thăng cấp. Một món. Hai món cũng không khó lắm.
Ồ, vãi rồi. Rồi. Không khó lắm, lên 11 hả? Lên 11 thì nhưng mà không không nên gái sớm. Gái sớm là toàn ăn gì anh em biết rồi đấy. Rồi. 11 chứ, bây giờ phải lên 11 chứ, nhưng mà bây giờ thiếu BS này. Nhưng mà bây giờ nhiêu đây BS có khi nó lên 11 hết không? Tại vì 3 win 3 năm 15 15 win. Có 15 win mà lên 11 hết hả? Quá nhở. Nhưng mà mình sẽ làm được. Rồi, là 210 anh em nha. Còn đúng rồi, còn còn được coi. Còn rất được coi nhưng mà bây giờ là mình đang để mình mua mua bùa này, mua bùa 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 trao ấy. Thôi bây giờ cứ nhá hàng lên trước đi đã. Ok, lại cứ từ đầu đến đít thôi. Thì lại tiếp mục em xin lỗi nhà nhà của nhà có số nghe. Đẹp trai vãi, không để cho anh em lên ngắm nhìn phát nhờ. Chứ không có đây lúc đập nó xịn hết thì không có ngọc lên anh em ơi, thấy nó cứ tối tối này kia. Trời ơi, phờ lá minh nha. Ồ trời ơi, quá bình thường. Ok, tiếp.